Agen bắt đầu sản xuất hỏa tưởng Sayat 2, tin từ Tehran. Cơ quan thông tấn FARS cho biết Agen đang bắt đầu sản xuất loại hỏa tiễn Sayat 2. Tham dự buổi lễ tiến hành sản xuất, Bộ trưởng Quốc phòng Agen là Trung tướng Hossein Dekhan nói rằng loại hỏa tiễn Sayat 2 dùng để bảo vệ không phận trước mọi cuộc không kích có thể có của kẻ thù, có thể bắn trực thăng và phi cơ không người lái. Hỏa tiễn Sayat 2 cải tiến từ hỏa tiễn địa đối không Sayat 1, có thể bắn phi cơ trên cao độ xa hơn và chính xác hơn. Agen đã bắn thử nhiều loại hỏa tiễn trong các năm gần đây, trong đó có Shahab và Great Prophet 7. Theo đài truyền hình tiếng Anh Press TV, hỏa tiễn Shahab 3 có tầm xa 1.300 cây số, có thể bắn tới lãnh thổ Do Thái. Tuy nhiên, nhiều chuyên viên nói rằng Agen đã thổi phồng khả năng quân sự và khả năng hỏa tiễn để nhằm làm nản lòng của những nước đe dọa tấn công quân sự.